Hello anh em, chào mừng em lại quay trở lại với kênh YouTube của Đạt. Tình hình xăng cổ sáng nay thế nào rồi anh em? Anh em đổ được đầy bình chưa? Riêng mình thì thấy bắt đầu nó bình thường lại rồi anh em ơi. Cây xăng thì cũng hơi đông nhưng mà vẫn đổ đầy bình được. Đó. Và hôm nay mình lại tiếp tục hành trình mua xe, bán xe nữa nha anh em. Thì sáng nay mình sẽ đi công chứng và đi mua một chiếc xe Fortuner nha anh em. Xin mời anh em cùng theo chân Đạt nhé. Này đi mua có một cái xe không mà tới bốn anh em này anh em ơi. Đó, tại trường hợp này là một trường hợp lại là mua của người nước ngoài nữa anh em. Cho nên Singapore nha. Singapore, nhưng mà bây giờ mình không biết là Singapore là nói tiếng Quảng Đông hay là nói tiếng Anh đây. Bây giờ mỗi thằng biết thứ tiếng. Thằng này biết tiếng quan thoại, tiếng phổ thông. À, này biết tiếng Anh mà nó chỉ biết mỗi từ là sai sai, I pay full money thôi. Còn mình chỉ biết tại cá hậu. Ok, buổi sáng đang trên đường đi lấy cái xe. Ở đâu Hùng? Chỗ đây Hùng? Nè, vô đây nè nhanh, tay trái vô. Trái đây hả? Tay trái đây, cái quán này hay uống á, uống với tô rồi đó. À, quán cà phê. Hôm nay mình lại tiếp tục xử lý một ca người nước ngoài nữa nha anh em. À, nói chung là mình cũng rất là may mắn anh em mình là ngoại ngữ thì cũng biết chút đỉnh, cũng biết quy trình thủ tục giấy tờ, cho nên là cũng đỡ được anh em. Mấy cái ca mà mua người nước ngoài là cực kỳ mệt mỏi luôn nha anh em, tại vì thật ra thì giấy tờ nó cũng đơn giản thôi nhưng mà anh em phải biết làm, tức là phải lên đại sứ quán rồi lên lãnh sứ quán để ký những cái tờ giấy này kia. Đảo Kim Cương là một dự án căn hộ cao cấp có giá đắt đỏ bậc nhất ở Sài Gòn này nha anh em. Nó được xây dựng ở vị trí là quận 2, được bao quanh bởi sông Sài Gòn, sông dòng Ông Tố. Đảo Kim Cương là mang đến một cái môi trường sống mình thấy nó rất là đẳng cấp, sang trọng. Và cái không khí ở đây bởi được bao quanh bởi sông cho nên nó cũng rất là thoải mái, và khi tới đây thì mình cảm thấy nó rất là đẳng cấp, rất là sang trọng. Và theo cái giá mà mình tham khảo trên mạng á, thì 1m² căn hộ đây có mức giá cũng không hề rẻ tí nào đâu nha anh em. Chủ đầu tư ra bán mình thấy cái giá nó cũng rơi đâu đó sắp xỉ gần 100 triệu 1m² rồi. Vậy thì anh em nghĩ đi, với một cái căn hộ nó rơi tầm 100m² thì đâu đó nó sắp xỉ nó gần 10 tỷ nha anh em. Một căn hộ gần 10 tỷ bạc. Mà khi mà vào đây thì mình sẽ thấy cái không gian ở chung cư mà cứ na ná giống như là đi resort vậy anh em ha. Thật là tuyệt vời. Để mình quay cho các bạn coi khung cảnh đảo Kim Cương nha các bạn. Đó, các bạn thấy chung cư người ta ở sướng không các bạn? Wow. Đó, cây cối đã. Quán cà phê rồi. Đó, như resort các bạn ơi. Như resort nha. Đã. Bao nhiêu lâu rồi kể từ ngày mình xe môi trường văn phòng mình không uống Phúc Long bạn Hùng? 7 năm. Uống về hè có uống hàng ngày. Nhưng mà đây. Chủ doanh nghiệp nha các bạn. Hùng sếp mình 7 năm rồi chưa được uống Phúc Long. Thấy khổ không bạn? Khổ. Trời ơi, dễ thương quá. Ôi con len xịn quá. Em chào chị. Được. Len này mới để nè. Quá xịn luôn. Chị ơi, đồ tư trang trên xe có gì chị lấy ra hết giúp em nha. Cái này hồi mua là tỷ mấy chị ha? Chị mua của con bé thì Quỳnh Anh. Quỳnh Anh đó. Dạ. Chị cũng biết giấy tờ xe còn cái đi luôn nữa. Em hỏi cái Quỳnh Anh á. Em nhớ hồi đó nó rơi tầm 1.4 tỷ. À cỡ đó. Cỡ 1.4 tỷ. Dạ. Tôi cho phép tụi em kiểm tra. Ông chủ biết nói tiếng Việt không anh?
À, chủ người Sinh nói tiếng Anh nè. Nói tiếng Anh hay là nói tiếng Quảng? Người Sinh là hình như nói tiếng Quảng Đông. Dạ. Cái này chạy 100.000 luôn, vỏ vẫn còn mới, can chưa còn chưa mọn, nó chia là mấy mẫu 4.000. Light new, not on new. Light new. Yes. You use it. I think it's use it careful. Very new. Yeah. And only inside the car park. Yeah. Outside. Yeah. No rain. Yeah. That's why I never sell. Never sell. Yeah. We change. Yeah. Gonna put here, gonna do nothing. Right? Yeah, yeah. But two car, we never drive the car. To sit yeah, yeah, yeah. I see you have one Mercedes. Yeah, but I eat not ready. Yeah, and it's OK rồi đó chị. Để nhân thanh toán đủ hai chìa khóa không chị? Dạ. Dạ, OK. OK chị, để nhân chuyển khoản rồi tụi em xin phép nhận xe nhé. Good care, no accident đó. No, no. No, never. Never accident. Yeah. No, 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 no screaming. No accident, no screaming. Yeah. Yeah. But we make the motorbike, right? Yeah, 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 yeah. A little, a little. Not big. Yeah, a little bend. Yeah. But that's normal, right? In Vietnam, so many motorbikes. Yeah. Xong rồi anh em ơi, giờ lấy xe về nha. Foner máy dầu số tự động nha anh em. Chú cái hầm xe này. Wow. Đây cũng hầm nhà dầu Land Rover, Mercedes S. Ồ, có cả Lamborghini luôn nè anh em ơi. Lamborghini, cái này là như Aventador hay sao á. Rồi tôi đi ra đây nha. Có Lambo luôn. Đẹp không anh em? Đúng đẻo kim cương ha. Một bên là sông này, bên là chung cư này, xịn quá trời xịn luôn anh em ơi. Ha. Xe này đi mới 48.000 cây nha. Lúc nãy ông chủ xe ông nói bằng tiếng Anh đó, không biết anh em nghe hiểu không. Ông nói ông có hai cái xe, ông có một con Mercedes với con này, cho nên là con này ông đi rất là ít luôn, cực kỳ ít luôn anh em. Đó, đó anh em nhìn coi ha, nội thất là mới tinh nè, anh em nhìn coi đó, đẹp quá anh em, như resort anh em ơi, như resort ha. Rồi OK anh em, đây là Fortuner máy dầu số tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia năm 2018 nha anh em. Đây, đi chung với hai bạn này nữa. Đó anh em nhìn nè, cái tem tiêu hao nhiên liệu. Rồi đây nha. Đây. Mình sẽ quay tổng quát sơ qua một vòng cho anh em xem nha. Đây là Fortuner máy dầu số tự động xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Vỏ lớp zin theo xe này, xe này là tháng 12 2018 này. Đó anh em nhìn vỏ lớp zin này. Đó, xe đang ấy đang xe đang nổ máy nha anh em. Đó. Hùng Hùng chạy xe này đi Hùng. Đây. Vỏ lớp là toàn bộ zin theo xe hết. Đây, anh em nhìn đi. Đó. Mình mới mua trong cái chung cư của đảo Kim Cương này nha anh em. Của một bác người Singapore nha. Đó, anh em nhìn đi. À, đó, máy dầu số tự động nha. Rồi bây giờ thì lên đường đi về thôi anh em. Máy móc lúc nãy là mình quay cho anh em rồi. Và đây là phần nội thất nha. Đó, mới nãy thì ông đi xịt lên đây tí. Hả? Xịt lên tí. Xịt lên không? Xịt lên không có quay không? Không, ý là đi chờ, xong chưa? Vậy thôi, đi về luôn. À, đi về luôn. Đi về luôn, bảo vệ le bây giờ. Được, quay xịt lên. Rồi, đi về luôn. Không có mang cái mic. Đi êm lắm, đi êm lắm các bạn. Rồi, công bố với công khai giá bán chiếc xe này cho anh em luôn nha. 979 triệu nha anh em. 979 triệu cho chiếc Fortuner máy dầu số tự động, xe nhập nguyên chiếc Indonesia nha. Hàng này rất là hiếm nha anh em. Đó. Rồi, xe đã về tới rồi nha anh em.
À, lúc nãy thì mình chưa có quay cái động cơ cho anh em. Đây, mình quay cho anh em rồi kết thúc clip mình đi xử lý một số việc nữa nha anh em. À, cái này là Fortuner máy dầu số tự động đời 2018. Đây, màu trắng ngọc trai, anh em nhìn cái động cơ này. Mới không? Đó, mới kinh à. Nè, thấy không? Nhìn từng con ốc mới lắm ha. Mình rất là thích những cái xe mà đậu ở dưới hầm chung cư nha anh em, tại vì nó không bị yếu tố ánh sáng hoặc là mưa nắng á. Đó, xe DS. Xe này chưa có dán thẻ VETC luôn anh em. Lúc nãy hỏi tài xế bảo có cả năm nay có đi đâu. À, ông chủ thì ở bên Singapore mới về. Cho nên là có anh em nhìn cái đây còn vàng ươm không? Đó. Đúng 48.000 cây nha. Mấy cạn trước còn zin luôn này, thấy chưa? Đó, xe đẹp lắm. Thì lúc nãy ông chủ người Singapore đó, ông có nói bằng tiếng Anh đó. Xe line new. Line new, chỉ có dầm nhẹ cái cánh cửa bên kia tí thôi. Đó. Rồi, thì một số anh em thì mong muốn cái xe máy dầu số tự động mà cái đời thấp để mà nó hợp túi tiền, nhưng mà thật ra thì máy dầu tự động thì anh em nào tìm hiểu về xe thì biết rồi. Thì mãi tới năm 2018 thì Toyota mới giới thiệu cái sản phẩm này và phân phối tại thị trường Việt Nam mình. Thì lô hàng này nó rơi tầm cuối tháng 6 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018 là đứt hàng rồi. Cho nên là cái xe này trên thị trường giao dịch anh em để rất là ít xe 2018 máy dầu nhập, đa số là xe 2019 thôi. Hầu hết là xe 2019, xe lắp ráp trong nước nha anh em. Cho nên là thị trường đang rất là săn lùng cái xe này. Và cái giá mình chia sẻ với anh em hiện tại đây 979 triệu là rất là mềm mại và rất là hợp lý cho một chiếc Fortuner máy dầu số tự động nhập. Đó, xe cá nhân, một chủ mua mới từ đầu, cá nhân người nước ngoài nha anh em, người Singapore. Nói chung là ông xã người Singapore, còn chị vợ thì người Việt Nam. Lúc nãy anh em coi clip là biết rồi nha. 979 triệu cho chiếc Fortuner máy dầu số tự động nhập. Xe đi đúng chuẩn 48.000 km nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha. Thì sau khi vệ sinh spa xong thì mình sẽ quay kỹ hơn về chiếc xe này cho anh em coi nha.